Một muỗng đầu tiên sẽ đại diện cho cái ấn tượng của Nha Trang. Mọi người ơi, cắt, cắt. Vòng qua anh này. Hello mọi người, bây giờ Linh đang có ở tại một cái bến xe để chuẩn bị lên đường đi Nha Trang. Đây sẽ là chuyến du lịch gọi là lâu lắm rồi. Và là team Linh Ngọc Đàm tổ chức đi với nhau. Tụi tôi tại được nhiêu tiền ta? Được... Nghe nghe nó hèn. Team này đúng kiểu làm thì ít chơi nhiều ấy các bạn. Đến Nha Trang rồi mọi người. Thật sự không muốn nhìn gương mặt mình buổi sáng một tí nào các bạn ạ. Đúng là đến Nha Trang rồi, không khí kiểu thời tiết rất là mát mẻ, dễ chịu. Đổ về make up rồi, có mặt trông không mắt tao. Trong cái lúc mà mình đi vào cái khu này mình thấy rất là nhiều căn biệt thự đẹp. Nhưng mà đến khi mình dừng lại căn biệt thự mà anh em thuê thì đây là giống như là đây trường mẫu giáo các bạn ạ. Sau kiểu mọi người đang chơi đồ hàng á, kiểu mấy cái nhà màu xanh da cam rồi đồ đó. Thật ra thì cũng ok thôi. Mọi người thật ra ở đây thì già hết rồi trừ mình. Cho nên là mọi người chắc cũng muốn gọi là quay về tuổi thơ một chút xíu. Ở đây lộn đội nhảy hồ bơi nè. Đó, nhảy 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 nhảy. Nhảy đi nhảy đi nhảy đi tầng 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 tầng. Make up xong mình nhớ là mình quên mẹ cái kẹp mi. Thế là bây giờ không có lông mi. Anh em bây giờ mà quên cái kẹp mi thì anh em có cái kế sách gì để cho có thể chuốt được. Thôi không nói nữa mọi người ạ, chán. Bởi trước khi đi thì mình đã kiểu dặn mọi người là mình rất là ghét ăn cá. Xong cái món đầu tiên mọi người dẫn mình đi ăn đấy là bún cá. Tại sao vậy chị Mai? Bún chả cá, nó khác gì với bún cá? Nó có sứa nữa. Ai muốn sứa đi. Wow. Sau một hồi kiểu đấu tranh tinh thần thì mình đã quyết định là mình sẽ ăn một món nó gọi là bún thập cẩm. Sẽ có tất cả mọi thứ. Mong rằng trải nghiệm đầu tiên ở Nha Trang sẽ không làm mình thất vọng. Ê, đây là tô thập cẩm hả mọi người? Ờ, thập cẩm. Cẩm hết á. Thập cẩm nó là còn có cá nè. Sao trông nó hơi lạt đó mọi người. Review một cách chân thực là cái món này. Ví dụ như ở ngoài Hà Nội nha, mấy cái món ăn mà kiểu canh 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 này, cái nước dùng nó phải nó có màu mè á mọi người. Mình đã quen với nhiều đó rồi. Vừa thôi bạn ơi. Đầu má bị tay khô nó có thấy bên ngoài đâu. Mọi người có chắc là cho cái này vào trong này không? Đúng rồi. Bún chả cá ăn được không? Thật. Bún chả cá là ăn được mắm tôm à? Một muỗng đầu tiên sẽ đại diện cho cái ấn tượng của Nha Trang. Sau khi ăn sáng xong thì mình cảm thấy mọi thứ ở Nha Trang perfect. Mỗi tội là thời tiết hơi nóng, toát hết mồ hôi. Tụi mình đang có mặt ở một cái quán cà phê trông cũng xinh xắn dễ thương á. Mà mỗi tội mình đang ăn mặc hơi bẩn. Không sao mọi người ạ, nhan sắc này không thể đùa được đâu. Cuối cùng mình đã vào được một cái phòng để điều hòa các bạn ạ. Sống rồi. Ê, khi nào hết holic của mình phải upgrade lên được kiểu ba trang này. Gọi đồ đi, em đi chờ kìa. Điều gì có bà. Mấy em nhân viên ở đây dễ thương mọi người. Tiếc là tôi hơi già rồi. Tôi đã lỡ gọi sữa chua ổi. Mà xong với thằng Hải nó gọi sữa chua hạt đác ấy. Mà nghe hấp dẫn quá ta. Hấp dẫn quá là phải xin nó kiểu vứt liêm sỉ xin nó miếng hạt đác. Đây rồi, hạt đĩa. Thật nó đẻ. Đây nó mới gọi là đỉnh cao rồi các bạn. Trời, trang trí các thứ là miếng ổi à. Chưa chín muối ớt luôn á. Chưa quá, má ơi. Thiếu đĩa muối ớt. Đừng ai uống kẻ không phải của em. Nó đẻ. Ok mọi người ơi, bởi vì mình đi uống cà phê mình thấy ngon quá mà
thái độ phục vụ của nhân viên thì rất là xuất sắc. Mọi người, mình đang ở An Cà Phê tại Nha Trang, địa chỉ bị cháy. Ở đây. Quảng cáo kết thúc. Vậy ơi. Lên hết. Phải rồi. Anh em chơi dâu ấy. Đi về. Chơi dâu bà ra. Giờ vậy nè. Rồi. Thật sự kiểu tôi chỉ vào phòng ngủ đúng 5 phút thôi. Thật sự mọi người. 5 phút. Ngủ đúng 5 phút thôi. Mà dậy đồ ăn không cầm được con gì. Đó sáng này luôn. Ăn rồi đó. Đây 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 nó có đó cho vậy. Ngon lên. Nói gì vậy? Em nói gì đi? Em nói gì đi? Nói gì đi chứ quay vlog em re vậy. Hôm nay tôi được một nữ biker Hà Nội chở. Đen như con chó à, quên quên nó cái chống nắng mọi người ơi. Bộ đồ Linh đang mặc là của Uncover. Nếu bạn nào muốn thì hãy liên hệ cho chị Bin nha các bạn. Chị Bin ơi, 50 triệu cho clip này. Cuối cùng thì tôi cũng đã được đi ăn hải sản. Đi ăn hải sản mà chị quản lý của tôi còn dặn nhân viên là mấy cái đắt đắt thì gọi ít thôi, còn mấy cái rẻ rẻ thì gọi nhiều lên. Em rất thích. Các bạn à, chúng tôi đang ăn nhậu trên đường đi về mua mồi về nhà nhậu thì gặp ra một sự cố, đó là các bạn designer thì đang mắc ỉa mà xe mình thì hết xăng. Mắc ỉa dữ lắm không em? Nó ra tới đâu rồi? Cảm giác đau bụng thế nào em? Chắc ổ gà cái chơi rồi. Đấy. Gương mặt đen rồi, mắc ỉa vậy. Đâu bị đuổi. Cố lên Ben. Mấy lộn, rộn hóa mấy một chiếc giày à. Lộn nhớ nữa. Chết, dây giày rối quá nè. Lẹ trời ơi, nó thú ra rồi. Lẹ. Ồ, mấy còn cái gì chứ? Cái ghế nữa, lên cái ghế ra ngoài. Lên cái ghế ra thôi. Rồi, để xuống, lên cái ghế ra. The next step. Nhà bên đây dậy chưa? Rồi. Ok, ghi nhận nha. Rồi lớp ngủ dậy, bật dậy, đánh ra súc miệng, rửa mặt, ăn sáng ơi. Méo, ngồi dậy coi. Hoạt động coi. Linh mắc cấp xong ngồi ăn sáng dưới kìa. Cái gì Linh mắc cấp xong luôn á hả? Ừ. Nó có chuyện cấu hả? Ok.
trên một cái bè xong rồi chuẩn bị di chuyển một nơi kiểu ăn uống các thứ. Mạnh dữ vậy mày. Phụ người ta miếng đi. Đang phụ, cố lên anh ơi. Quán nước Linh Ngọc Đàm sẽ phục vụ trà đá miễn phí cho mọi người. Mong rằng mọi người sẽ có một chuyến đi Nha Trang thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và người thân. Đừng ngửi, ăn luôn. Cảm nhận nè. Ơ, sọc lên rồi, sọc lên rồi. Nó không nên thử dù chỉ một lần. Ối kì. Later. Nói chung là bất ngờ hay là cảm giác biết sao mọi người có thể chuẩn bị được những cái này nữa. Cảm ơn mọi người. Em hứa là trong năm nay tuổi mới rồi, em sẽ bớt nhìn, em sẽ bớt chửi với mọi người. Em sẽ trở thành một cô gái. Em sẽ trở thành một cô gái hiền dịu, nết na. Em sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn trong công việc. Mọi người hãy đi cùng em lâu lâu nhé. Yeah, quán đi xuống hồ, quán đi xuống hồ. Rồi cất cánh này. Rồi em bóc quà nha. Có mọi người thấy thôi lấy của Hải chân đi. Sao mà không trong clip được. Lấy sổ đây. Wow. Mày đóng tiền sao? Wow, cái này lên được mà đúng không? Cái này lên được, wow. Cái này cắt. Bro, you have my heart. Ok, bây giờ tới cai đúng không? Tới cai. Rồi, làm liền đi chỗ. Nhẫn. Mọi người ơi, cắt. Đây là hai cùng tắm ở hồn đảo đúng không? Trời. Cảm ơn yêu thích của Càng á. I like it. Em cũng hay thích tắm mấy cái hồn đảo đó. Nước bánh trung thu nước kìa. Trung thu tí ăn được. Ngay từ những ngày đầu tiên mình đã nhìn thấy cái hộp bánh này, mình còn trêu Minh Đức. Tôi còn trêu Minh Đức là trời ơi, đúng Minh Đức mang bánh trung thu đi du lịch. Đây là tan của chuối. Đâu chắc nó có thứ nữa. Tiếp. Trúc Linh sống có một quả chuối vừa tay. Tại sao không phải là Trúc Linh có một con sò vừa tay mà lại là quả chuối ở Minh Đức? Của anh Phương á. Một người mà em không biết từ đấy từ tim nào. Ai? Anh Phương là ai?
Bật mí cho mọi người là anh Phương team mình thì đã là họa có chủ rồi, mọi người đừng mơ tưởng đến nữa. Chỉ có Minh Đức là vẫn chưa xác định được giới tính của mình thôi. Anh chị lại cặp tặng cho em một cặp như thế này có phải là ý muốn? Ok, cảm ơn anh em. Giờ có 300 mở là 600. Rồi qua xuống rồi đi. Ok. Ôi trời ơi. Đây là gì mà quay? Chuyến đi Nha Trang đến đây là kết thúc. Nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui nữa. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người.